Cô chào các em. Các em dở sách ra. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học bài tiết 38 ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, tức là hồi hương ngẫu thư của tác giả Hà Tri Chương. Các em dở sách trang 125-126. Trước hết chúng ta đi vào phần giới thiệu chung. Về phần tác giả thì chúng ta căn cứ vào phần chú thích sau và lưu ý cho cô những nét chính sau. Tác giả Hà Tri Chương sinh năm 659, mất năm 744, là một nhà thơ đời Đường. Ông không chỉ là một nhà thơ mà còn là một vị quan đứng đầu vào trong cái triều đình đời Đường. Đó là cái đứng dưới một người mà trên vạn người. Với năm trên 50 năm làm quan. Đồng thời Hà Tri Chương là một cái người bạn vong niên với Lý Bạch. Bạn vong niên tức là người bạn không cùng tuổi, mặc dù là số tuổi của Hà Tri Chương gấp đôi số tuổi của Lý Bạch, nhưng mà giữa họ có sự đồng cảm, sự thấu hiểu, và đặc biệt là trong thơ của họ, họ hiểu nhau từ trong thơ. Chính vì thế được người đời từng xưng là người bạn vong niên, họ là bạn vong niên. Thứ hai, về tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Bài thơ được sáng tác khi mà tác giả về quê sau hơn 50 năm xa cách, và lúc này nhà thơ đã 86 tuổi. Trang 12 La Mã, chúng ta tìm hiểu văn bản. Một nhỏ, chúng ta đi vào phần đọc. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, hồi hương ngẫu thư. Các em chú ý cho cô cái dòng đọc và cái cách ngắt nhịp. Hồi hương ngẫu thư, phiên âm thiếu tiểu ly gia lão đài hồi, hương âm vô cải mẫn mau tồi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiểu vẫn khách tòng hà sử lai. Phần dịch nghĩa: rời nhà đi từ lúc còn trẻ, già mới quay về, dòng quê không đổi nhưng mà tóc mai đã rụng. Trẻ con trông thấy không nhận ra, cười hỏi khách ở nơi nào đến. Hoặc là ở trên bảng thì còn có một cái cách dịch nghĩa nữa, đó là tuổi trẻ ra đi, già mới về, dòng quê vẫn không đổi, râu tóc đã rụng hết. Trẻ con trông thấy không nhận ra, cười hỏi khách từ phương nào đến. Và phần dịch thơ thì cô đưa cái phần dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ và Trần Trọng San. Phần dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ: khi đi trẻ lúc về già, dòng quê không đổi tóc đà khác bao, trẻ con nhìn lạ không chào, hỏi rằng khách ở chốn nào lại chơi. Đây là của Phạm Sĩ Vĩ dịch. Còn phần thứ hai: trẻ đi già trở lại nhà, dòng quê không đổi sương pha mái đầu, gặp nhau mà chẳng biết nhau, trẻ cười hỏi khách từ đâu đến làng. Đây là bản dịch của Trần Trọng San. Sau khi đọc bài thơ thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhan đề và thể loại. Nhan đề chúng ta lưu ý cho cô: ngẫu nhiên viết, đây là ngẫu nhiên viết chứ không phải là tình cảm được bộc lộ một cách ngẫu nhiên. Và từ ngẫu không làm giảm giá trị của bài thơ, mà ngược lại nó còn làm tăng ý nghĩa của bài lên gấp bội. Vậy thì bài thơ ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, tức là cái bài thơ được viết một cách ngẫu nhiên, nhưng mà thể hiện một cái tình cảm rất là chân thành, sâu sắc của nhà thơ khi về thăm quê sau hơn 50 năm xa cách. Về thể loại, nguyên tác của cái bài thơ này thì theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật, còn theo cái bài dịch thì là thuộc thể thơ Lục Bạt. Đấy, các em chú ý cho cô.
ở cái phần dịch của Phạm Thị Vị và Trần Trọng San. Phần thứ hai, chúng ta đi vào phân tích. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu hai câu thơ đầu. Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mẫn mau tồi. Tuổi trẻ đa đi già mới về, dòng quê nhà vẫn không đổi, râu tóc đã vừng hết. Vậy thì trong hai câu thơ đầu, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào và tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó thì chúng ta cùng tìm hiểu. Trước hết các em chú ý cho cô những từ như thiếu, lão, tiểu, đại, ly gia và hồi, hương âm vô cải và mẫn mau tồi. Thì chúng ta thấy những cái cặp từ này là thuộc cái từ loại đó là, xin lỗi, những cái từ trái nghĩa nhau và cái nghệ thuật đối. Đấy, vậy thì chúng ta chú ý cho cô đặt là đây đó là nghệ thuật đối. Đối trong cái vế câu thứ nhất đó là thiếu tiểu ly gia, là thiếu tiểu là chủ ngữ, ly gia là vị ngữ, lão đài hồi, lão đài là chủ ngữ, hồi là vị ngữ. Và tương tự ở câu thứ hai thì hương âm là chủ ngữ, vô cải là vị ngữ, mẫn mao tức là râu tóc là chủ ngữ, tôi là vị ngữ. Đó là về đối về vế câu. Và đối về từ loại thì chúng ta thấy danh từ đối với nhau là thiếu tiểu với lão đài, hương âm với mẫn mao. Rồi động từ đối với nhau đó là ly và hồi, vô cải và tồi. Đấy. Và đối cụ pháp đó là mỗi vế câu là một cụm chủ vị thì ở câu trên và câu dưới. Như vậy thì trong ấy, hai câu thơ đầu này là nghệ thuật đặc sắc nhất đó là nghệ thuật đối cùng với các cái từ trải nghiệm. Cái nghệ thuật đối này chúng ta thấy cho thấy cái sự thay đổi, trước hết đó là sự thay đổi về tuổi tác, vóc dáng, về mái tóc, và cái sự không thay đổi đó là giọng nói của quê hương, hương âm vô cải, giọng nói không thay đổi. Và cái sự thay đổi về tuổi tác, vóc dáng, mái tóc đó là cái sự thay đổi chủ quan. Đấy. Còn cái không thay đổi là cái giọng nói của quê hương, đấy, khách quan. Vậy thì từ cái sự chủ quan và khách quan này chúng ta đã thấy được rằng là gì? Đó là cái thời gian đó làm cho tuổi tác của con người thay đổi, vóc dáng, mái tóc của con người cũng thay đổi từ một đứa trẻ trở thành một người già. Đấy. Nhưng dù thời gian có làm cho thay đổi về tuổi tác, vóc dáng, mái tóc thì cái dòng quê vẫn không thay đổi. Đó chính là một cái tình yêu thắm thiết sâu đậm với quê hương. Và cái tình yêu thắm thiết sâu đậm với quê hương thì không chỉ có nhà thơ Lý Bạch, nhà thơ Hà Tri Chương, mà chúng ta còn phải nói đến một cái con người rất là vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chính là Bác Hồ. Một con người cũng đã phải rời quê hương sau hơn 50 năm xa cách. Từ năm 1911, Bác lên đường ra đi tìm đường cứu nước, cho đến khi Bác trở về quê nhà, về thăm quê năm 1957, thì chúng ta thấy được rằng là gì? Cái sự xa cách đó, xa cách biền biệt về không gian, về thời gian, nhưng mà ở trong tâm hồn, trong lòng của Bác thì vẫn luôn luôn hướng về quê hương. Vậy thì chúng ta thấy gìn giữ tiếng nói quê hương đó là một cái điều mà chúng ta ai cũng cần phải gìn giữ và phải tạo cho mình một cái thói quen. Vậy thì gìn giữ cái tiếng nói của quê hương như thế nào? Theo em chúng ta cần gìn giữ tiếng nói quê hương như thế nào? Chúng ta có thể thấy được rằng là gì? Tiếng nói quê hương là mang đậm cái bản sắc của quê hương. Quê hương riêng của mỗi người nói chung đó là một cái vùng quê, một cái tỉnh, thành. Nhưng mà quê hương chung đó là đất nước Việt Nam nói chung. Khi chúng ta đi ra với bạn bè quốc tế thì chúng ta có quê hương chung đó là đất nước Việt Nam. Vậy để gìn giữ tiếng nói quê hương thì trước hết chúng ta thấy
đó là chúng ta cần dùng tiếng nói của quê hương khi giao tiếp với người trong gia đình, dòng họ, cùng quê để tạo được cái sự gần gũi, trân trọng đối với nguồn gốc của mình và giữ được bản sắc của quê hương. Còn khi giao tiếp ngoài xã hội thì chúng ta nên nói tiếng phổ thông để dễ giao tiếp và thể hiện cái sự văn minh lịch sự khi giao tiếp, đồng thời cũng thể hiện cái sự trân kính trọng đối với người giao tiếp, tôn trọng người giao tiếp. Và đặc biệt là không nên làm dùng ngoại ngữ, vì khi chúng ta làm dùng ngoại ngữ thì sẽ làm mất đi cái vẻ đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta thấy được rằng là chúng ta mượn cái tiếng nước ngoài như là từ Hán Việt đấy, rồi tiếng Anh, học tiếng Anh, rồi ngoài ra có tiếng Pháp, tiếng Nga, vân vân. Nhưng chúng ta không nên làm dùng, chỉ khi nào cần thiết chúng ta mới sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, đó là gọi là từ mượn. Còn khi giao tiếp hàng ngày chúng ta hãy sử dụng ngôn ngữ dân tộc, tiếng phổ thông, hoặc là ở trong gia đình thì sử dụng cái từ địa phương, đó là tùy vào gia đình của các em. Nhưng hãy giữ gìn cái sự trong sáng của tiếng Việt. Và chúng ta thấy được rằng giữ gìn cái tiếng nói của quê hương cũng chính là giữ gìn tiếng nói của dân tộc. Và yêu quý tiếng quê hương, giữ gìn tiếng mẹ đẻ là một biểu hiện cụ thể và sâu sắc của tình yêu quê hương đất nước. Vậy thì chúng ta thấy tình yêu quê hương đất nước có rất nhiều biểu hiện, và một trong những biểu hiện của nó đó là yêu quý cái tiếng quê và gìn giữ cái tiếng mẹ đẻ, tức là cái tiếng Việt của chúng ta đấy, để làm cho cái tiếng nói của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Vậy thì qua hai câu thơ đầu chúng ta thấy được khi qua nghệ thuật đối đã cho chúng ta thấy cái sự thay đổi và sự không đổi là do nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan. Từ đây để chúng ta rút ra được cái nội dung của bài học, đó là với nghệ thuật đối vừa chi tiết vừa chân thực vừa tượng trưng đã làm nổi bật tình cảm gắn bó với quê hương và khẳng định tình cảm bền bỉ, sâu nặng, thắm thiết của con người đối với quê hương. Các em lưu ý nội dung này vào vở cho cô. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Vậy thì trước khi đi vào tìm hiểu thì chúng ta cùng chia sẻ với cô. Tưởng tượng một ngày em xa quê trở về, mọi người không còn nhận ra em nữa, cảm giác lúc đó của em sẽ như thế nào? Vậy thì chúng ta thấy được rằng là gì? Bây giờ chúng ta còn nhỏ, chúng ta còn sống ở trên quê hương, chưa đi xa, chưa đi làm ăn xa, đúng không? Chưa rời xa quê hương, thì có thể là cái tình cảm của các em sẽ chưa thể diễn đạt hết. Nhưng mà những em mà có quê ở miền Bắc hay miền Trung, vào miền Nam cùng với ba mẹ vào miền Nam lập nghiệp, thì mỗi lần về quê, các em sẽ được gì? Đón nhận ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng ở quê đón nhận rất là tình cảm. Vậy thì ví dụ như một thử tưởng tượng một lần em về mà không ai nhận ra em nữa thì lúc đó em cảm giác sẽ như thế nào? Phần này chúng ta cùng tìm hiểu và hôm sau sẽ chia sẻ với cả lớp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái câu hai câu thơ cuối. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiểu vẫn khách tòng hà xứ lai. Trẻ con gặp mặt không quen biết, cười hỏi khách ở nơi nào đến. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là gì? Ở hai câu cuối này, tác giả qua cái phần đọc, phần tìm hiểu ở nhà rồi, hãy cho cô biết tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật nào và tác dụng của cái biện pháp nghệ thuật đó. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiểu vẫn khách tòng hà xứ lai. Trẻ con không thấy không nhận ra, cười hỏi khách từ phương nào đến, khách từ nơi nào đến. Vậy thì chúng ta thấy là gì? Trước khi trả lời câu hỏi thì chúng ta thấy này, sau 50 năm rời xa quê hương, bôn ba tìm đường cứu nước,
khi Bác Hồ trở về thăm quê. Quê ở Nam Đàn, Nghệ An vào năm 1957 thì được bà con làng xóm đón tiếp trong cái niềm hân hoan, niềm vui mừng, niềm hớn hở. Trong cái sự gì vui mừng hớn hở khi Bác trở về thăm quê. Đó là cái niềm vui của một đứa con người sau nhiều nhiều năm xa cách được trở về quê hương và được tất cả mọi người đón nhận. Còn với Lý Bạch, ông cũng có trên 50 năm xa cách quê hương, cũng là một cái vị quan trong triều đình được rất nhiều người yêu quý và kính mến bởi cái sự cương trực, cái sự thanh liêm của ông. Nhưng sau 50 năm xa cách trở về, hạ tri chương về quê và trở thành khách lạ của mọi người trên chính quê hương mình. Vậy thì chúng ta thấy được, nếu như ở đây Bác trở về quê trong niềm hân hoan, niềm vui mừng phấn khởi, cái sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, thì Hà Tri Chương lại là một cái người khách lạ trên chính quê hương mình. Cái tâm trạng đó, nếu như phải nói rằng đó là gì, buồn, mà không chỉ là buồn mà nó cảm thấy rất là gì, đau lòng, rất là day dứt. Mình là người con của quê hương, vậy mà khi về đến quê lại hỏi một câu là khách ở chỗ nào lại chơi. Đấy, cảm thấy rất là buồn, rất là day dứt, rất là nhiều cái tâm tư nỗi lòng. Vậy thì từ đây để chúng ta thấy, quay lại với cái hai câu thơ cuối, nghệ thuật được tác giả sử dụng trong hai câu thơ cuối, đó là câu hỏi tu từ và điệp từ phép đối. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, đó là gì? Tương kiến, tương hỏi mà thấy, tương thức chào không chào. Rồi phép đối đó là gì? Tương kiến và tương bất tương thức. Rồi các câu hỏi tu từ là tiểu vấn khách tòng hà sử lai. Vậy thì chúng ta thấy được đó là cái nghệ thuật được tác giả sử dụng, và đặc biệt là xây dựng cái tình huống. Chúng ta thấy cái này rất là độc đáo của Hà Tri Chương, đó là trong cái câu thơ ngắn gọn nhưng mà xây dựng cái tình huống, đó là đám trẻ con vô tư hỏi khách nơi nào đến chơi. Đấy, một cái tình huống rất là bất ngờ và cũng rất là độc đáo trong thơ của Hà Tri Chương. Và với tình huống đó chúng ta thấy cho càng làm cho cái tâm trạng của Hà Tri Chương hụt thần, buồn đau, ngậm ngùi và pha lẫn vào đó là chút xót xa. Và nhà thơ đã trở thành cái người khách lạ trên chính quê hương mình. Đấy. Vậy thì với hai câu thơ cuối cùng với cái phép điệp, phép đối và câu hỏi tu từ, thì hai câu thơ cuối đã thể hiện tình cảm xót xa, ngậm ngùi của tác giả trước những thay đổi của quê nhà và của chính mình. Tại sao những đứa trẻ con, tại sao tác giả không dùng là người lớn mà là dùng trẻ con? Thứ nhất, trẻ con là cái đối tượng hay chơi ở ngoài đường. Thứ hai là người ta hỏi là hỏi trẻ, đúng không? Đấy. Còn người lớn, những người cùng bàn, cùng đồng thời đồng môn đồng lứa của Hà Tri Chương đến bây giờ còn mấy ai? Và nếu còn thì họ cũng không thể thì ra ngoài vui chơi nô đùa như những đứa trẻ con được nữa. Vậy đây chính là sự thay đổi của con người. Không chỉ Hà Tri Chương thay đổi mà những cái người cùng quê với cùng đồng lứa với Hà Tri Chương cũng đã già đã lớn, cũng đã thay đổi rồi. Có người có thể còn khỏe mạnh nhưng cũng có người đã gần đất xa trời. Chỉ có những cái đứa trẻ mới lớn là cái lớp mới của quê hương nhưng lại không nhận ra cái người cũ. Vậy thì đó chính là cái sự ngậm ngùi tiếc nuối, sự ngậm ngùi xót xa của Hà Tri Chương khi quê hương thay đổi và chính mình cũng thay đổi. Ở đây là thay đổi về cái tuổi tác, về cái ngoại hình dáng vẻ. Đấy, các em chú ý cho cô nha. Rồi, như vậy thì chúng ta cần làm gì để thể hiện tình yêu quê hương đất nước?
Này chúng ta đã thể hiện một cái điều thứ nhất, đó là yêu tiếng mẹ đẻ và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Vậy bây giờ làm gì để thể hiện cái tình yêu quê hương đất nước? Câu hỏi này các em tự liên hệ và sẽ trả lời vào cái bài học hôm sau. Sang phần 3 La Mã tổng kết, các em lưu ý cho cô về nghệ thuật với bài thơ Cảm ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Các em lưu ý cho cô những nghệ thuật sau. Thứ nhất là biểu cảm kết hợp với từ sử và miêu tả. Thứ hai là nghệ thuật đối rất là chỉnh. Thứ ba là tình huống bất ngờ, độc đáo. Thứ tư là ngôn ngữ mộc mạc, giản dị. Đây chính là bốn nghệ thuật đặc sắc của cái văn bản này. Chúng ta lưu ý cho cô và các em lưu ý cái nội dung này vào vở cho cô. Tiếp theo, chúng ta đi vào cái phần 2 nhỏ nội dung. Vậy thì qua bài thơ chúng ta đã rút ra được cái, qua phần phân tích bài thơ thì chúng ta rút ra được cái nội dung chính của bài thơ. Là bài thơ thể hiện một cách chân thực mà sâu sắc, hõm hỉnh mà ngầm hùi tình yêu quê hương thắm thiết của một con người sống xa quê lâu ngày trong khoảnh khắc vừa mới đặt chân về quê cũ. Vậy thì các em cũng lưu ý nội dung này vào vở cho cô. Về cái phần luyện tập thì các em về nhà làm cho cô về phần luyện tập trong sách giáo khoa. Đó là căn cứ vào bản dịch nghĩa bài Hồi Hương Ngẫu Thư và những điều cảm nhận được qua việc học bài thơ, hãy so sánh hai bản dịch thơ của Phạm Trị Vĩ và Trần Trọng San. Phần luyện tập này các em tự làm bài, tự làm vào vở và làm ở nhà để chuẩn bị cho bài sau. Thì các em về nhà chuẩn bị cho cô bài các yếu tố từ sự miêu tả trong văn biểu cảm và luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người. Các em chuẩn bị những cái nội dung trong mục một lớn của hai bài này cho cô. Đấy, các em chú ý cho cô như vậy. Và bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cô chào tất cả các em.